Sáng 17 tháng 10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế trời mưa nhỏ, nhưng nước qua ngầm dâng cao khiến công việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tiếp tục khó khăn. Tại khuôn viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, bên tỉnh lộ 11B, nhiều phương tiện máy móc, xe ô tô của các đơn vị chức năng nằm chờ lệnh. Tuyến đường nối từ tỉnh lộ 11B lên thủy điện Rào Trăng 3 đã được các lực lượng chức năng ứng trực chốt chặn, chỉ cho xe của cơ quan chức năng và đơn vị cứu nạn được vào. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh khẩn trương đưa thiết bị máy móc phục vụ thông tuyến nhanh chóng cho công tác cứu hộ. Tuy nhiên vì là đường độc đạo nên không thể đưa cùng lúc nhiều máy móc vào hiện trường được mà chỉ đưa 3 đến 4 máy thay nhau hoạt động. Hiện nay trên đường 71 đi vào Thủy điện Rào Trăng 3 đã xảy ra 10 điểm sạt lở. Lực lượng chức năng đã khắc phục được 7 điểm, cách vị trí công nhân nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích khoảng 13 km. Tuy vậy, trên đường này có một ngầm tràn rất lớn, nước chảy xiết nên các đơn vị thi công đã tập trung xử lý việc qua lại ngầm này. Vụ sạt lở đất ngày 12 tháng 10 tại khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 người mất tích. Đến sáng 17 tháng 10 đã tìm thấy 2 thi thể. Hiện nay ở Thủy điện Rào Trăng 3 có 8 công nhân sống sót an toàn, đang bám trụ với sự tiếp tế lương thực của lực lượng cứu hộ. Khi lực lượng tìm kiếm được tăng cường mở đường vào, những người này sẽ phối hợp để xác định vị trí chính xác khu vực có công nhân gặp nạn.